Hello kết tới các bạn và chào mừng các bạn đã tới với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại tập 5 của Minecraft thợ săn kho báu. Và trong tập hôm nay, mục tiêu của mình là mình sẽ tiến vào thế giới kho báu luôn các bạn ơi. Lần trước thì mình đã kích hoạt được cái viên đá kho báu này và được những thứ này. Ba món này là nó nằm ở dưới Nether rồi. Có một món này chúng ta phải cần đi farm hơi nhiều thôi. Có điều là mình đã có được những cái đầu này rồi. Đây, nó còn có một cái linh hồn này thôi và mình chỉ cần ném vô đúng không? Đó. Và nó đã complete rồi các bạn ơi. Có nghĩa chúng ta đã hoàn thiện rồi. Bây giờ mình chỉ cần tìm thêm các nguyên liệu này thôi. Với lại mình cũng sẽ tìm thêm nhiều đá này chút xíu nha. Tại vì nó cũng sẽ là nguyên liệu để chúng ta xây dựng cánh cổng luôn ấy. Cho nên là mình sẽ cố gắng tìm nhiều chút xíu. Ngoài ra thì mình sẽ cần chế tạo thêm mấy cái rune cơ trong tập hôm nay để chúng ta có thể dùng cho nó ok con dê nhé. Hình như nó nằm ở đây này. Đây. Mình sẽ chế tạo được khoảng 3 cái rune đấy. Ui. Xem chứ lấy nhầm rồi. 3 cái rune sun cơ. Mình sẽ phân biệt ba cái rune này bằng cách là chúng ta sẽ lấy màu nhá. Mình sẽ đổi màu cho nó xịn chút xíu. Ở đây chúng ta có được một màu tím à. Mình sẽ đổi màu hết luôn. Chúng ta sẽ lấy bột nhậm trắng này cho một cái rune sun cơ nhá. Một cái rune này. Để xem coi mình còn cái màu nào khác nó hay ho hơn không. Các màu thì ở đây chúng ta còn màu nào nhờ. Đây, ở đây màu xanh đất biển này. Còn một màu nữa chắc là mình sẽ lấy màu đỏ luôn. Để nhìn cho nó đèn xanh đèn đỏ chút xíu nhá. Trời bên ngoài đang tối các bạn ơi. Mình nghĩ chúng ta sẽ cần ngủ một giấc đi. Và chúng ta sẽ ra ngoài tiến ra ngoài sẵn tiện mình đi lấy thêm mấy cái hạt giống luôn. Cái xẻng sắt này gần hư rồi. Cho nên là mình sẽ đi trao đổi thêm những một cái cây xẻng sắt khác để mà dùng nhá. Thật ra là mình bấm nhầm vô đây nó cũng tự thu hoạch luôn này. Dã man thật. Ở đây thì có một vài hạt giống có sẵn này. Để tôi xem coi. Chắc là mình sẽ làm hẳn một cây xẻng kim cương để mà dùng luôn các bạn ơi. Và chúng ta sẽ có một cây xẻng kim cương để mà dùng. Đó. Như vậy là ngon lành cành me rồi. Có ba cái rune sun cơ để mình ta hồi mà chứa đồ nhé. Và trong tập hôm nay thì mình cũng phải chế tạo thuốc hồi máu các bạn ơi. Để mà chúng ta có thể đi vào trong cái thế giới đó để mà đánh nhau cho nó dễ hơn. Ở đây thì phá hạt giống thôi. Trời. Hình như á là tôi cần phải tôi cần có một chiến gọi là spam hạt giống thì mình nghĩ nó sẽ nhanh hơn các bạn ơi. Chứ như thế này nó hơi lâu ấy. Đúng không? Ui trời, rơi xuống hẳn dưới đây luôn. Từ từ, mình sẽ thử nghiệm chút xíu nhé. Chúng ta sẽ thử nghiệm một chút xíu. Dùng mấy hạt giống này coi nó có nhanh hơn không. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó thì cút đất hết. Và trồng mấy hạt giống lúc nãy. Và dùng cái kỹ năng của mình để mà chúng ta có thể nâng cấp cho nó. Ok, giờ dùng nhé. Hay. Ồ được các bạn ơi. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn nhiều luôn ấy. Chưa gì mà được một stack mấy rồi này. Chúng ta cần 158 đúng không? Thì mình sẽ cần khoảng 3 stack hạt giống ấy. Trời ơi. Như thế này thì nhanh cực kỳ luôn. Vậy thì mình chỉ cần tiến vào Nether nữa thôi. À, lụm tiền chưa. Wow, thôi. Nhiều lắm luôn rồi. Thôi thôi được rồi. Vô đây thôi. Quá trời với đất luôn rồi đấy. Và mình sẽ ném những cái này vô để cho nó trừ bớt đi. Đó. Rồi, complete rồi. Nhanh thật sự. Ở đây thì chắc là mình sẽ làm thêm một stack ổ bánh mì nữa để mà ăn luôn đi. Cho nó xịn sò con bò nhá. Một stack ổ bánh mì đúng không? Trời ơi. Ui tính ra thức ăn này là hơi nhiều luôn ấy. Rồi mình sẽ cất tạm cho cái rune sun cơ này. Đó, rune sun cơ màu xanh này. Bánh mì các thứ đồ này. Ở đây thì có một ít block để mà có thể dùng. Thôi cất vô trong đây luôn. Bây giờ tiếp tới cái chuyên mục chúng ta sẽ làm thuốc các bạn ơi. Làm thuốc thì cũng quan trọng. Ở đây thì chúng ta sẽ có được một ít kính này. Mình mới vừa đi Venmai về. Và chúng ta sẽ có được ba lọ thuốc. Chúng ta sẽ làm thuốc thôi, chuyên mục làm thuốc. Rất là đơn giản các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ cần những cái que của bị lửa đấy. Hình như lần trước mình vẫn dư đúng không? Nói với tôi là tôi có dư đi. Đây. Dư hai que. Chắc là có thể đủ dùng đấy, không sao đâu. Cứ cất trong đây hết. Sau đó thì mình sẽ cần những cái búa Nether. Búa Nether chúng ta sẽ cần. Mình sẽ cần 3 búa Nether đi. Đây, 1, 2, 3. Đó, và bỏ trong đây. Chúng ta sẽ làm khoảng 9 bình thuốc để có thể dùng nhé. Không biết 9 bình thì nó có đủ hay không. Có điều, ở đây thì mình sẽ cần tới dưa hấu nha. Tới lúc chúng ta phải cần dưa hấu rồi. Tại vì dưa hấu nó sẽ gọi là giúp mình chế tạo được thuốc hồi máu các bạn ơi. Lần trước đây, may quá. Còn hạt giống các bạn ơi, mừng thật. Và mình sẽ đỏ nó ra cái này để kích hoạt nó lên. Chứ cái khả năng của mình thì mình không thể làm cho cái cây này lớn lên được. Đó. Chứ gì là được hai trái dưa hấu rồi. Và chúng ta sẽ làm những cái miếng dưa hấu giác vàng nhá. Dưa hấu giác vàng thì sẽ cần vàng thôi. Bao nhiêu đây. Và chế tạo luôn những cái miếng dưa hấu giác vàng. Wow, 8 miếng.
Trong tương lai thì mình cũng sẽ cần nhiều đấy. Cứ cất ở đây tạm đi. Đó, có 8 miếng rồi. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái này vô. U là trời các bạn ơi. Mình chợt nhận ra là để chế tạo thuốc hồi máu ấy, chúng ta không thể dùng công thức cũ được nữa, mà phải dùng táo vàng. Thì như các bạn biết, táo vàng thì nó gần một stack vàng thì mình mới có một quả táo vàng thế này này. Chà, chả cá thật. Nhưng mà thôi, chắc là đây cái game nó làm cho game khó hơn thôi các bạn ơi. Trời ơi, đúng là cuộc sống mà. Vậy thôi, tôi sẽ lấy lại cái vựa táo này cái đó. Ui. Ok. Ui là trời. Rồi, cái này tạm thời vậy đi. Mình sẽ đổi cái táo này ra thành 9 quả táo lại. Và chúng ta sẽ làm những quả táo vàng. Thật là thốn mà, 7 này. Ui là trời. Để xem coi. Hình như là mình chỉ làm được có một quả thôi các bạn ơi. Một quả duy nhất thôi. Ui, quá là thốn. Vậy chúng ta phải cần một chuyến đi may hơi bị nhiều vàng nữa mới được ấy. U là trời. Bà bỏ nó vô trong đây. Sau đó thì mình sẽ cần thêm một cái đá phát sáng nữa để chúng ta nâng nó lên thành cấp độ 2, dùng cho nó xịn sò con bò. Đây, ở đây mình đã có cấp độ 1 rồi. Trời ơi. Vậy thì mình sẽ xuống Nether để sẵn tiền mình tìm thạch anh này, rồi tìm mấy cái viên đá này, cũng như là mình sẽ tìm luôn đá phát sáng luôn để chúng ta có thể làm việc tất cả mấy cái này luôn cho nó hợp với nhà vật lý nhá. Bây giờ thì tiến xuống Nether luôn. Thì chắc là cũng sẽ dễ dàng tìm thôi. Đây, mình đã tới được chỗ này. Bây giờ thì tìm cái chỗ nào có đá phát sáng cái đã. Nãy giờ thì mình đi tìm cái loại đá đen các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ là nó phải ở tuốt ở những cái tầng sâu ấy. Mình đang đứng ở trên cao thôi. Thì mình có đã tìm được những cái mảnh Nether này rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ cần vứt bớt những thứ ra đi. Trời, quá trời đồ luôn. Ở đây thì cuối cùng cũng đã tìm được rồi các bạn ơi. Những cái chỗ đá phát sáng này. Và mình sẽ gom hết luôn. Chúng ta phải cần lấy hết cái chỗ này. Mình sẽ cần chỉnh cho nó qua dạng qua dạng nên đi. Hey. Có lên. Và lấy hết cái chỗ này. Wow. Chúng ta có được khoảng hơn một stack máy rồi. Cái này có thể là tha hồ dùng đấy. Tuy nhiên thì có lại đá đen nó nằm ở đâu ta? Tìm mãi mà không thấy luôn. Chắc là mình phải cần đi tốn công đi tìm chút xíu nữa. Chúng ta đã bị gọi là bị hư, gần hư cái cúp của mình luôn rồi. Nhưng mà giáp của mình thì cũng đã sửa chữa được phần nào rồi nè. Có phải là cái loại đá này không ta? Hình như là mình tìm đúng rồi sao ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Blackstone, chính xác chính nó rồi. Lấy luôn. Wow. Một stack máy. Mình nghĩ như đây chắc được rồi đó các bạn ơi. Ngon lành. Ghi nhớ cái chỗ có Blackstone luôn nhá. Chúng ta vừa đạt cái thành tựu gì nữa này. Nhìn có vẻ cũng hay ho phết nhờ. Và ở đây thì ok. Khu vực này thì tương đối cũng gần nhà mình đấy. Chúng ta đi xíu về cánh cổng rồi. Để xem coi. Chúng ta đi xíu có lách được cái công trình nào xịn xịn không. Có vẻ là không các bạn ơi. Vẫn chưa thấy công trình nào xịn xịn đây cả. Thôi đi về nhà kích hoạt cánh cổng thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ ném lần lượt vô. Ủa? Hình như ném đúng 12 cái vô mới được hả? Ủa? Tôi vừa nâng cấp cho cái sugar box này nó lên thành màu đỏ luôn các bạn ơi. Đó. Giờ chúng ta đã có được khoảng 3 màu. Nhìn cho nó đẹp đẹp chút xíu. Ở đây thì mình đã nung được những cái loại đá lúc nãy lên để chúng ta có thể dùng nó kích hoạt vào đây. Hồi nãy mình ném cái loại đá thường vô thì không được. Nó như kiểu đá cuội và đá thường vậy đấy. Và thêm cục nó thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ kích hoạt được nó. Complete. Ở đây thì mình sẽ cần thêm khoảng 5 thạch anh nữa. 3, 4 và 5. Rồi, tất cả đã hoàn thiện rồi. Bây giờ thì giờ phải làm sao nhờ? À, mình cần phải có một cái nút các bạn ơi, để chúng ta có thể kích hoạt được nó. Thì ra là vậy à. Bum. Giỡn hoài. Được rồi nè. Trời ơi. Chắc là do nó bị kẹt cấp lock ở đây ấy. Chúng ta đã được một cái dạng trap là normal. Objective là .... Nói chung là mình cũng không rành lắm. Bây giờ thì mình sẽ làm tìm một khu vực nào đó. Ôi trời ơi, khứa này đâu ra vậy? Để chúng ta làm một cánh cổng các bạn ơi. Mình vẫn muốn làm với khu vực hang này ấy. Mình cứ kiểu thích có cánh cổng với khu vực hang này ghê. À, ở đây đi. Ở đây hợp lý này. Đó, một cánh cửa ngay chỗ này là perfect luôn á. Ok chưa? À, chúng ta sẽ có cái chỗ này để mình làm cánh cổng từ Blackstone. Chúng ta phải nung nó lên thì mới có thể làm được. Mình làm cho nó to to hay nhỏ nhỏ cũng đều được các bạn ơi. Nhưng mà trong khu vực hang nhà mình thì mình nghĩ nó cần nhỏ hơn là to ấy. À, không phải cái này. Đó. Sau đó thì phá luôn hai cục trên đây. À, kích hoạt nó. Như vậy chúng ta sẽ có được một cánh cổng thế này. À, phần còn lại thì mình trang trí sao cho nó đẹp đẹp ta. Ở đây cái nha. Đó phải nhét nhém cái này vô. Nhìn cho nó bắt mắt một chút xíu. Ok. Và chúng ta được một cái chỗ này. Bây giờ mình chỉ cần kích hoạt cánh cổng thôi là được. À, cắm cây đuốc ở đây cho nó sáng sáng cái chỗ này ra. À, cẩn thận nhé, không mà đồng bọn mình nó chui vô đây nữa thì mệt. Bây giờ thì thử kích hoạt cái nhờ.
kích hoạt luôn đi chứ. Bum. Và cánh cổng kho báu đã được mở ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ cần chuẩn bị một ít thuốc và chúng ta sẽ đi thôi. Chắc là táo vàng mình khan hiếm quá, cho nên là mình chỉ có thể làm được 3 lọ thôi. Hy vọng là chúng ta dùng cái kỹ năng BBB của mình thì mình có thể vượt qua được ha. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cần trao đổi thêm ấy. Chúng ta sẽ cần trao đổi thêm một ít ngọc lục bảo để mình nâng cấp cái cây cúp kim cương của mình lên cái đã. Ok. Ở đây mình sẽ lấy thêm một ít ngọc lục bảo này. Cái cây cúp kim cương ổng đó ổng trao đổi nhiêu nhỉ? Ổng trao đổi là 20 emerald. Để mình lấy cái này, mình sẽ ghép lại cho nó thành efficiency 3 luôn và unbreaking 3 luôn cho nó xịn sò nhá. Chúng ta sẽ cần thêm chút ít nữa. Ok, lấy thêm mớ đi. Hay, cũng nhiều lắm đấy chứ. Có lên. Mình còn khoảng bao nhiêu nữa? 8, 5 ngọc lục bảo thôi. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ trao đổi bên đây. Rồi, đủ rồi nè. Đủ rồi. Mình sẽ cất mấy cái số lượng này luôn đi. Ok. À bạn ơi, cho tôi xin một cái cúp mới nào. Bây giờ mình sẽ ghép hai cái cúp này lại với nhau. Cái đe của mình để đâu nhờ? Cái đe của mình đây. Trời ơi. Cái này là 17 kinh nghiệm. Cái nào cũng 17 hết các bạn ơi. Nhầm. Trời ơi, nhầm cúp. Cái cúp mending này thì nó sẽ tự sửa chữa được các bạn ơi. Cái này là 9. Cái này cũng là 9 luôn. Ok, đấy luôn. Như vậy chúng ta sẽ có một cây cúp mới để mà có thể dùng được nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị tiến vào thế giới kho báu luôn đi cho nó đỡ lên thiên. Ôi trời. Ôi nó vỡ rồi. À. Ok. Và khi vào thì mình đã nhận được cái dòng speedy này. Hai cơ hội để nhận được những cái quặng kho báu xịn. Ui, tính ra cái này mình toàn hơn đó mà. Và bây giờ phải chuẩn bị kỹ càng nhá. Bây giờ vô đây thì mình hơi rén ấy. Và chúng ta phải cần có 6 cái gì nữa này. Cái này góc cột hả? Mình sẽ cần kích hoạt 6 góc cột thì chúng ta mới có thể. Cái gì quái vật nhiều vậy ạ? Từ từ thôi. Đây phù thủy nó ném mình độc mình các bạn ơi, phải cẩn thận chút xíu. Nè, bà phù thủy, ông phù thủy nè. Không được để ném trúng các bạn ơi. Phù thủy mà ném trúng mình là mình hơi mệt đấy. Ở đây có nhiều đường đi quá ta. Đi đường ở đây trước đi. Ui. Có vẻ căng thẳng nha. Thực ra mình có thể dùng cái map không? Không được các bạn ơi. Chúng ta phải chỉ có thể zoom map to lên thôi chứ không được mở map lên. À, tính ra cũng không dễ dàng gì nhờ. Nhờ này. Và chúng ta tới được cái chỗ đầu tiên. Ui, có kim cương nữa kìa. Wow. Nhưng mà có rune. Wow, đồ xịn nha. Táo vàng. Ui, sao táo vàng ở đây dễ tìm vậy? Ok, mình sẽ lấy những thứ xịn thôi nhé. Và tụi quái vật nó sinh ra cũng khá là nhiều. Phải đi tìm 6 cái góc cột đúng không? Thì chúng ta mới có thể đánh nhau được với boss các bạn à. Ở đây nó có khá là nhiều căn phòng khác nhau các bạn ơi. Và zombie thì nó sẽ spawn ra liên tục. Cho nên là mình phải... có một góc cột rồi kìa. Lượm tiền. Đừng có nổ nha. Mình mới dùng một bình thuốc rồi các bạn ơi. Tiếc thật sự. Ủa? Cái gì? À, một bình. Cứ tưởng hai bình không rồi đấy. Ủa? Là kích hoạt rồi nè đúng không? Hình như vậy là kích hoạt rồi đúng không? Ờ, chính xác rồi đó. Nhiều khi là không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra luôn mà. Chúng ta sẽ đi tìm thêm một vài cái rương ở trong khu vực này đi. Còn mình sẽ đi tìm thêm những cái góc cột khác. Wow, nó có nhiều đường đi xuống lắm nha. Có lên. Dưới đây có một cái rương này. Trong đây có Mr. Box cái này nè. Wow, nhiều đồ xịn nha. Mình nghĩ vắng thì mình sẽ tranh thủ xuống và cất đồ vô thôi. Quá trời là đồ luôn. Ok, tiếp tục cầm cái này và đi lên. Ngon lành, một cái rương thôi sao? Vẫn còn nè. Vẫn còn nhá. Xịn các bạn ơi. Đây rồi, cái góc cột thứ hai các bạn ơi. Ngon lành. Tìm mãi nó mới ra. Ủa, nguyên cái tàu ở dưới luôn kìa. Nhìn đáng sợ thế. Đấy là mình nên chuẩn bị thuốc nhìn trong bóng tối nó sẽ ok hơn ấy. Bây giờ cố gắng đi tìm mỗi căn phòng một ít rương nhá. Mình mới vay mai thêm ít đất để mà có thể chúng ta bóc lóc lên xuống cho nó dễ nè. Ok. Nhảy cũng hơi cao nữa. Ôi. Ở đây nhiều TNT có thể dùng nhá. Ở dưới thì zombie có khá là nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ cần tiến xuống chiếc thuyền để mà xem thử coi. Ở dưới đây là cái gì? Thì chúng ta có thể bơi được ấy. À, có rương không? Dưới thuyền này thì có vẻ là tôi chưa thấy cái rương nào cho lắm nè. Mình chỉ thấy những khoáng sản dưới đây thôi. Rương ơi, where are you? Ở dưới đây không có các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi lên thôi. À, công nhận cái phòng này nhìn nó cũng sang chảnh thật. Nhưng mà hình như đây là ngõ cụt rồi thì phải. Mình vừa sang một căn phòng khác nữa các bạn ơi. Có vẻ căn phòng này cũng khá là xịn đấy. Đây, wow. Mình cần những cái rương xịn hơn các bạn ơi. Ui cha mẹ ơi.
Đồ quái nó tới gần mình nhanh phết nhờ. Phải lút nhanh, lút vội. À, mấy cái trái tim này khi chúng ta ăn vô thì mình sẽ được mấy thứ xịn sò đúng không? Ồ, sô-cô-la các thứ nữa. Ok. Căn phòng này thì nó không có cho mình những cái trụ giống như lúc nãy các bạn à. Chúng ta tìm được hai cái trụ rồi. Ơ nhưng mà mình chỉ còn có 16 phút à. Mình phải cần đi tìm nhanh hơn nữa các bạn ơi. Phải nhanh hơn nữa cơ. Có lên, có lên, có lên. Liệu căn phòng mới này sẽ có cho mình những thứ tôi cần không? Ồ, tính ra nhiều cái mảnh này nhờ. Hy vọng nó sẽ có giá trị nhá. À, đi vài vòng xem coi. Ở đây thì có vẻ như căn phòng này không có cái góc cột đó rồi các bạn ơi. Không gọi góc cột nó hơi nó hơi thô nhờ. À, một cái trụ đó. Ô, một quyển sách sắc bén 5. Được nha. Cái này ghép cho cái cây vũ khí chicken của mình là perfect luôn ấy. Ok, như vậy cái chỗ này thì không có rồi, không có thứ tôi cần rồi. Hình như nó còn có thể đi lên trên cao nữa. Không biết nó có dấu góc cột nào trên đó hay không nữa. Lo thật sự. Ok. Cứ tiếp tục mò đường thôi. Chỉ còn 15 phút cuối cùng nữa thôi các bạn ơi. Chết rồi. Qua bên cái chỗ có cả một tỷ. Ơ, thấy góc cột rồi, thấy góc cột rồi. Yes. Bắt khô, bắt khô. Yes. Chúng ta đã được 3 cái rồi. Còn 3 cái cuối nữa là được. Cố lên, cố lên. U, quay lại căn phòng lúc nãy thì dưới đây vẫn có một cái các bạn ơi. Lượm tiền. Dưới đây có một thứ mình cần. Và được 4 cái rồi. Ủa, tiếc quá. U. Ở đây chúng ta phải tiêu diệt những cái linh hồn này để mà mở cái rương đó đúng không? Ờ, thôi xong rồi. Bay lại chém không? Chém phù thủy. Độc của phù thủy thì nó cực kỳ là lâu luôn. Và nó sẽ tốn rất là nhiều máu của mình. Bao nhiêu rồi? Còn 2 kill nữa. Mình còn giết 2 hai linh hồn nữa để mở được cái rương này nhá. Chà, chả cá thật. Chúng ta có rương này. Có lên, có lên. Rương trong đây thì có thêm táo vàng cho mình. Biết gì đem theo cái chỗ mà đồ chế tạo thuốc rồi. Tôi chế tạo ở đây luôn. Wow, wow, wow. Có cả Netherite ở đây nữa nè. Mạnh với cô đại các bạn ơi. Wow. Còn có rương hai sinh vật nào không? Làm ơn spawn nó đi. À đây spawn nó là này. Nè đi. Tôi còn không nhiều thời gian đâu. Đây rồi các bạn ơi. Một khứa Reaper. Đừng có nổ nhá. Ok. Nó còn rơi mình xuống đây nữa. À, cầm kiếm à. Ô toan các bạn ơi. Mình cảm giác là với số lượng máu này chút xíu chúng ta đánh sẽ lại boss ta. Nhưng mà chắc là sẽ ổn thôi, không sao đâu. Ok. Thế là đã ký đầu thành công rồi. Mở thôi. Một cái rương. Hình thù rất là lạ. Wow. Mấy thứ này, hai cái trứng nữa này. U, tô tùm. Ngon. Có tô tùm các bạn ơi, cầm tô tùm liền. Đó. Tô tùm sẽ giúp mình bảo vệ được mình đấy. Bây giờ tiếp tục đi tìm thêm hai cái trụ nữa thôi là được. Hình như là tôi quay lại căn phòng đầu tiên rồi hay sao á. Ui ui, khó kim cương kìa. Nhưng mà con nhện này nó leo trèo ghê quá. Nó leo trèo còn ghê hơn mình nữa. Có lên, có lên, có lên. Ôi, sao đang mở ơi. Ok. Cái chỗ này, đúng rồi. Đây là chúng ta đã quay trở lại căn phòng đầu tiên rồi. Hồi nãy mình đã đi đường này và lút xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đường bên đây. Tiếp tục mình sẽ đi đường ở đây để mà chúng ta lút tiếp đi. Mặc dù nó còn nhiều rương nhưng mà ở đây có nhiều nhện lắm các bạn ơi. Khám phá xíu là mình hết máu luôn ấy. Đi thử đường này coi. Ồ, có cả bedrock ở đây nữa hả? Thấy cũng hay đó. Ở đây thì mấy cái này chút xíu mình có boss thì mình sẽ ăn cái này vô nhá. Thì chúng ta sẽ đánh nhau con boss nó dễ dàng hơn. Ok. Trời ơi, còn có nửa cây máu cuối cùng thôi. Đây. Ủa. Đến chỗ này mình gặp rồi thì phải. Trời ơi. Gặp rồi các bạn ơi. Chúng ta đã bắt đầu gặp lại những căn phòng cũ rồi đó. Và cái thứ năm đây rồi. Cái thứ năm có rồi các bạn ơi. Đây cũng có nhiều rương phết. Nhưng mà đường đi nước bước thì nó hơi đáng sợ nhá. Tối thui rồi, gớm quá. Nhảy thôi. Ok. Rồi kích hoạt nó trước. Là việc mình đầu tiên. Rồi chỉ còn cái cuối cùng nữa thôi. Mình cố gắng đi tìm nó là được nhá. Ok, zombie zoom bụng nó có đóng. Được cái cục gì lão vậy. Ok, lấy những thứ này thôi. Có cái nào cho mình hồi máu không? Hay chắc là mình quất cái bình máu luôn đi. Trước sau cũng dùng tới à. Cho nên là dùng luôn đi các bạn ơi. Chút xíu chúng ta sẽ giải quyết cái con boss bằng bằng cái sự hên xui sau. Còn bây giờ thì đi tìm thêm cái rương thôi. Bên đây vẫn còn rương này. Không lút thì phí lắm các bạn ơi. Phải lút nhiều, càng nhiều thì càng tốt. Có lên. Bắt khô cũng sắp mặt luôn vậy đó. Ở đây nãy mình đi vào đường này qua rồi. Còn đường đi không? Nhìn sơ cái. Còn một đường đi bên bên phải các bạn ơi. Không biết là căn phòng này tới chưa. Ờ à, trời ơi. Kích hoạt chơi cái gặp con boss rồi. No. Ôi con này mạnh lắm các bạn ơi. Ok, từ từ. Ủa nó chọi từ luôn vô kìa. Con này phải có cung tên thì mới thắng được nó. Trời ơi, tôi chơi dại thật sự. Tự nhiên kích hoạt chi. Giờ lại nó đánh tôi như vậy sao chơi.
Không có cung tên các bạn ơi. Thằng cha này. Khó ta. Gặp boss xịn rồi. Làm sao để mình có thể tấn công được nó các bạn. Bây giờ nó mạnh quá à. Cầm cái này lên. Các bạn ơi, từ từ mình sẽ lấy những cái đồ nghề ra nhá. Cái này ăn được không? Cái này không ăn được các bạn ơi, mấy mảnh này không ăn được luôn. Táo vàng này. Mình mới ăn quả táo vàng các bạn à. Bây giờ tôi thử lắp cái này lại được không? Nó dữ quá. Nó rất hung dữ luôn á. Như vậy thì nó vẫn đánh được mình. Kiểu gì nó cũng đánh được mình hết à. Cay thật. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai cái đường sugar còn lại xem. À, chỗ này mình vẫn còn 6 phút để chúng ta có thể nghĩ ra cách nhá. Bây giờ thì cung tên không biết có chế tạo kịp hay không đây. Trời ơi, mình để cái cung mình ở nhà rồi. Ở đây là những cái mũi tên rocket. Ôi, nó vẫn chọi qua được tới bên đây luôn. Ở tôi giỡn mẹ hả? Trái táo này ăn vô là được cái gì nhỉ? Ủa? À, nó liên tục chọi mình các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ che đậy lại hết đi. Nó thấy mình nó vẫn chọi được mình. Ok. Các bạn mọi thứ ổn định rồi đấy. Chúng ta sẽ lấy một ít đồ ăn, thức uống ra. Vẫn chọi được. Thằng này nó là quái vật rồi. Làm thêm quả táo vàng nữa đi. Rồi ngoài ra thì chuyến đi này thì mình không được nhiều đồ xịn cho lắm nha. Để ý thì cũng không được nhiều cho lắm. Có được những mảnh này thôi. Ok thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho đợt sau đi. Lần này thì không khám phá được. Ui mình được mấy cái mảnh này hay đó nhờ. Một block kim cương nữa này. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ thử nghiên cứu một chút nhé. Mình hiện tại không có cung tên rồi. Bây giờ chuẩn bị chắc chắn nữa là không kịp. Để xem coi chúng ta có thể tiếp cận nó được một lần nữa hay không. Nếu không được nữa thì mình sẽ đi lút rương thôi. Rồi chờ hết thời gian là mình đi về các bạn ơi. Chứ cái đà này là chúng ta không thể tiếp cận được nó luôn ấy. Như vậy thì thôi, chúng ta sẽ bỏ qua nó nhé. Mình sẽ không đánh nhau với nó nữa. Coi như chúng ta thua con boss đầu tiên rồi đi. Rồi mình sẽ rút kinh nghiệm cho các đợt sau. Cái gì vậy? Cái gì vậy bro? Bây giờ thì mình chỉ cần đi lút rương thôi. Mục tiêu của mình là rút thật nhiều rương càng tốt. Trước khi thời gian kết thúc và nó sẽ tự đưa mình về đúng không? Mình nghĩ chỗ này chắc là sẽ còn sót một vài cái rương cho mình. Trời ơi, công nhận là một cái bài học đáng giá các bạn ơi. Là cây cung cực kỳ quan trọng trong cái series này. Rất là quan trọng luôn. Có rương không? Chỗ này nó giấu rương kỹ vậy ta. Hình như dưới đây nè. Không có luôn các bạn ơi. Ok. Như kiểu chúng ta bơi trong nước vậy đấy. Mật ong y chang nước luôn. À, bấm cái nó có dịch chuyển con boss lại đây không? Không có các bạn ơi. Đi tiếp. Trong ngôi nhà mật ong này có vẻ là có thứ mình cần nè. Những cái này thôi. Với lại cái viên này. Ok, cũng tạm được. Cắm một tí đuốc đi. Đi khám phá thôi. Ném con zombie đó hết đi. Cây kiếm của mình thì cũng gần hư luôn. Rồi bây giờ chỉ có thể đi lút thôi. Còn nhiêu phút nữa? 3 phút cuối cùng. Cố lên. Lút càng nhiều thì càng tốt. Mấy chỗ này thì mình đã lút sạch hết rồi. Có căn phòng nào mình chưa đi tới không ta? Mình nghĩ chắc là sẽ có đấy. Đường bên đây thử xem. Cắm cái đuốc cho nó sáng ra. Cố lên. Chắc chưa từng phút cuối cùng để mà có được thật nhiều kho báu nhé. Ở đây thì chỗ này mình đã từng lút rồi. Đúng rồi. Cái chỗ ở đây là mình lút kỹ nhất luôn á. Cho nên chúng ta sẽ đi qua chỗ khác tiếp. Wow, công nhận là nhiều đường đi thật sự. Các bạn ơi, mình vừa tìm hiểu sơ sơ lại thì á, nếu mà chúng ta để hết thời gian trong đây là chúng ta sẽ bị Ansari á. Trời ơi, tôi cứ tưởng là hết thời gian trong đây là mình sẽ gọi là sẽ được đưa về nhà, nhưng mà không các bạn ơi. Ở đây là một căn phòng mới, nó khá là lạ. Bây giờ mình lút xong căn này là tìm đường đi về cánh cổng liền. Nếu không chúng ta sẽ chết ở đây á. Tại vì mình không tiêu diệt được con boss ấy. Ok, bây giờ mò về cánh cổng thôi. Mình vừa xem lại video rồi. Thì cái tọa độ khu cánh cổng nhà mình là tầm 409787 chứ. Và 4087. Đi chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ về được tới cánh cổng ấy. Câu lên. Mình sắp về tới nhà rồi các bạn ơi. Ôi toan rồi. Ui, liệu chúng ta có thoát khỏi đây được hay không? Một team cuối cùng của tôi. Cha chả cá thật, có lên. Wow, đây rồi. Đường về nhà của mình đây đúng không? Chính xác rồi. 1, 2, 3. Lock. 1, 2, 3, 4. Đừng có anh zombie để xuất hiện giùm gái. Ở đây đúng không? Liệu đây có phải là đường về của mình không? Có lên. Đi một chút xíu nữa chúng ta sẽ về tới nhà đó. Và hình như đây rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng tới được cánh cổng đó các bạn ơi. Mừng thật sự. Ở đây có cả những con zombie chờ mình nữa. May quá. Còn đúng một phút cuối cùng. U là trời. Nếu mà mình hết thời gian ở đây là mình sẽ bị Ansari các bạn ơi. Ở đây thì chúng ta đã không giết được boss rồi. Bây giờ thì thôi, chạy về khỏi đây thôi. Còn 50 giây cuối cùng mà tạm biệt tất cả nha. Ok. Vậy là đã thoát được rồi.
Và chúng ta đã thua trong cái cuộc này. Và mình nhận ra một điều là cung khá là quan trọng các bạn ơi. Nhưng mà chiến này thì tổng kết lại thì tôi cũng được khá là nhiều thứ hay ho đấy. Được một cái tô tùm này, có thể sẽ bảo vệ cho mình được nhiều thứ đấy. Chúng ta sẽ đặt mấy cái rương ở đây để mà kiểm kê lại thôi. Đầu tiên thì được mấy cái rocket arrow này, những cái gọi là tên lửa này, nghe ngầu không? Và những thứ này cứ lấy ra hết để xem coi cái nào nó sẽ có giá trị đối với mình nhá. À, những quả trứng lạ cái thứ này. Ủa, rương này nhiều nha. Rương này có khá là nhiều thứ hay luôn. Đặc biệt là một stack, một cái khói kim cương nữa này. Mystery X nó chắc là sẽ cho mình mấy cái trứng random ha. À, chính xác luôn. Trứng cừu và trứng gà. Trời ơi, cừu gà tôi đâu có cần cho lắm đâu. Thôi cứ cất đây đi, coi như một món quà tinh thần đi. Mấy khoáng sản này thì khá quen rồi. Được mấy cái mystery box. Rượu kim cương à. Efficiency 5 và Unbreaking 3. Ok, cái rượu này xịn. Rượu xịn, vậy dùng cái rượu này luôn. Ngon. Redstone và cái đống này nữa. Ở đây là can be used to grab every powerful catalyst. Nó dùng để grab cái catalyst gì đó các bạn ơi. À, những cái này à, thành một cái bàn này. Nghe có vẻ cũng ai nhờ. Thôi cứ để dành đi. Nói cho thì mình nghĩ cũng xịn đấy. Sắc bén 5 này, ngon. Một cái chim các bạn ơi. Cái này thì dùng để chế tạo cho cái mod khác thì phải. Và có vẻ là dùng được nhiều thứ hay ho đấy. Ok, để dành luôn. Mình được có một cái này thôi, mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ hiếm lắm ấy. Và những cái mảnh này à, cũng dùng để chế tạo những cái dụng cụ khác luôn. Hay đấy. Cứ cất đi luôn đi. Và quả táo này thì cho mình hash 3 trong 2 phút. Đậu nhanh đúng không? À, cái này cho mình đậu nhanh trong 2 phút đúng không? Ăn thử cá đi. Ờ đúng rồi, hash 3. Ui, mình nhớ là hash 3 đầu kinh dị lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhé. Ờ không, sao tôi có tưởng nó như là cái cái beacon, nhưng mà sao nó cũng không nhanh lắm đâu, nó cũng bình thường thôi. Ok, tìm hiểu sơ sơ thì được mấy thứ cũng được tương đối hay. Và ở đây thì mình sẽ được cái gì đây? À, nó sẽ có tỷ lệ cho mình cái số lượng điểm đây này đúng không? À, mình thấy nó nhúc nhích cái thanh đó các bạn ơi. Và những cái viên này nữa. À, cái này cũng để dùng để sửa chữa một cái gì đó luôn. Ok, tóm cái váy lại thì cũng được tương đối nhiều đồ, nhưng mà nó cũng không xịn sòi lắm các bạn ơi. Tôi vẫn chưa nâng cấp được cái gì nhiều trong tập hôm nay. Và có lẽ trong tập sau thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt được một con boss nào đó nhé. Và cần phải chuẩn bị một cây cung thật sự là xịn sò nữa. Và có lẽ như là tập này của mình tới đây kết thúc. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và đừng quên xem video tập tiếp theo vào ngày mai lúc 18 giờ nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và tạm biệt tất cả các bạn. Và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.